Khác với mọi năm, đêm hội trăng rằm năm nay được tổ chức tại trường Trung học cơ sở Yên Thọ, một địa điểm khá thuận lợi cho các em thiếu niên nhi đồng ở các xã phía đông của huyện đến tham gia. Trong không khí tưng bừng, đầm ấm và hạnh phúc, đêm hội trăng rằm thực sự là một hoạt động ý nghĩa với thiếu nhi trên địa bàn huyện. Mở đầu đêm hội là màn rước đèn truyền thống đầy hấp dẫn với các em thiếu niên nhi đồng. Những chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân trang trí rực rỡ sắc màu được các em thiếu nhi một số xã trên địa bàn huyện rước vào sân khấu, làm cho không khí của đêm trung thu rộn ràng hơn. Không chỉ được chứng kiến màn rước đèn truyền thống, các em còn được xem màn múa lân hấp dẫn và thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc. Thu hút sự cổ vũ nhiệt tình nhất của các em thiếu nhi chính là những bài hát, tiểu phẩm về chú Cuội, chị Hằng và liên khúc rước đèn tháng 8. Đặc biệt buổi chiều cùng ngày, một số liên đội trường học trên địa bàn huyện còn tham gia liên hoan, trưng bày cỗ trung thu và làm đèn truyền thống. Rất nhiều mâm cỗ trung thu được trang trí cầu kỳ, ấn tượng và khá tỉ mẩn từ các loại hoa quả, thể hiện sự khéo léo của cô và trò huyện Đông Triều. Qua việc trưng bày cỗ trung thu đã giúp các em thiếu niên nhi đồng hiểu rõ hơn những nét đẹp và giá trị truyền thống của tục bày cỗ phá cỗ. Các hoạt động vui Tết Trung Thu năm nay đều được các đơn vị địa phương của huyện tổ chức lành mạnh, vui khỏe, bổ ích, hướng đến giáo dục nét văn hóa truyền thống của dân tộc và hướng đến mục tiêu mọi trẻ em đều được vui đón Tết Trung Thu. Trước đó, huyện Đông Triều đã huy động mọi nguồn lực từ các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp tổ chức đến thăm tặng quà cho hàng trăm thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Tại đêm hội trăng rằm năm nay, 60 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện đã được huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện và tỉnh đoàn tặng quà trung thu. Đêm hội trăng rằm được tổ chức hàng năm, thực sự là một sân chơi văn hóa, văn nghệ lành mạnh, thiết thực và bổ ích cho các em thiếu niên nhi đồng huyện Đông Triều. Không chỉ mang lại niềm vui, hơi ấm cho trẻ em nghèo, mà các hoạt động dành cho thiếu nhi vui đón Trung Thu như vậy sẽ có ý nghĩa rất lớn trong việc giáo dục, định hướng các em về cội nguồn, phong tục, truyền thống tốt đẹp của cha ông bao đời nay.